Xin chào các bạn. Hôm nay mình về quê mình đi ra vườn các bạn. Mình đi ra vườn mình thấy cái nấm này nó đẹp quá. Mình không biết nấm gì nha. Nè các bạn nhìn thấy không? Cái nấm rất là đẹp luôn á. Cái nấm ở trên này nó có nhung nhung vậy bạn ơi, ngộ lắm luôn á. Nhìn nó đẹp quá à. Nè. Rất là đẹp nha. Nè, mình cầm lên đây các bạn. Ở quê mình nấm nhiều quá, giờ mình không biết nấm này nấm gì luôn nè. Nè rất là đẹp nha các bạn. Đây này rất là đẹp. Ở đây có nữa nè các bạn ơi. Này. Đây cũng có nè. Đây thêm cái nữa nè. Nè. Nè các bạn nhìn thấy không? Ăn luôn cái cây này ngộ hiểu các bạn. Nè. Nó rất là đẹp á. Mình không biết cái nấm này kêu bằng nấm gì á. Nước thôi nè. Ngộ luôn á.